Câu hỏi tiếp theo là trong một giải đáp thầy nói người có công đức thì trong sáng thì quỷ thần kinh. Nhưng mà ở gần đây thì thầy lại nói công đức trong sáng thì khó sống ở trái đất này vì dễ bị lừa gạt. Tại sao con nghe hai lần giải đáp mà nó lại mâu thuẫn như vậy? Mình có công đức quỷ thần kinh là về, khi nào mình có công đức mình về đó, ổng không dám rớ mình. Còn ở trên này mày có trái đất, có công đức chứ gì, 10 người bảo đảm nó bầu hết. Bởi vì nếu mà không chuẩn quá thiền tông thì tất cả những người mà có công đức bị bôi hết hoàn toàn, không có ai, không ai mà công đức mà sáng được hết rồi. Vì thế mà sau cùng này ta nói đó, khi mình về Phật giới chỉ có công đức ít thôi, công đức sáng ít thôi, còn công đức kia nó bôi kệ đó. Để chi đi về, mình cứ mang cái công đức kia về, về bên Phật giới thì vô trung tâm thiền hành này nó mã quá lợi, thì mình về bển thì mình đã thành ông Phật to. Chứ còn nếu mà ít quá về Phật nhỏ chút xíu rồi lúc đó buồn nó ở trong này ít quá phải chạy vô làm lợi. Mà vô đây nó quật một cái, nó quật cái là 10 tỷ năm chứ không ấy đâu. Bây giờ mới sống, tôi thấy có nhiều người sống có 7-80 tuổi mà la làng. 10 người 8-90 tuổi đều khóc hết, nghe không? Nhưng mà khóc chứ cũng muốn đi lại trở lại làm tiếp. Giờ hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là thầy nói còn trẻ thì phải tạo công đức, có bị bôi đen thì cứ kệ nó, về già miễn sao mình được một công đức sáng thì mình được về Phật giới. Theo con nghĩ thì mình phải lo tạo công đức sáng chứ sao lại vô tư như vậy? Thế gian này làm sao đây, làm sao mình tạo công đức mình luân hồi được? Luân hồi trên trái đất này nếu mình có công đức vô mấy xí nghiệp nó không mướn. Mấy ông thầy, mấy ông giám đốc xí nghiệp thấy tự nhiên thấy mình chán không đưa ra, người ta không hiểu lý do tại sao. Để đi, để mấy người, cái người mà có công đức để bảo đảm mà đi vô làm ăn họ không ai mướn. Tự nhiên người ta không hiểu, nhưng mà tại sao ta thấy thì ghét đó, mình phải hiểu. Vì thế mà muốn sống trên thế giới này thì công đức phải bồi để sinh hoạt sống. Khi nào mình hưu á, bắt đầu hưu, nên nhớ là hưu rồi bắt đầu mới chuẩn bị tìm công đức sáng đi về. Ai ghét không được, kệ đó. Tới đó tôi ghét tôi đã đi về, tôi biết đường tôi về rồi đó, phải vậy. Chứ còn mới đừng có tưởng là tôi cạo công đức rồi để đó, không được đâu. Có công đức quỷ còn sợ, không chi mấy con người. Người nó thấy nó ghét. Gọi là đức trọng quỷ thần kinh. Thần quỷ nó thuộc thì cô hồn á, nó còn sợ. Còn con người mình, mà con người mà giám đốc mà rủi ổng giàu quá là ổng âm chứ không có dương đâu. Ổng âm, ổng thấy cái này tự nhiên ổng ghét, ổng không mướn mình. Rồi sao? Mình phải bôi thì ổng mới mướn mình. Còn mình mà công đức nhiều quá ngồi đây đói luôn á, ổng ai giúp mình nữa.